Mày thức ngay. Sao mà thì quá đáng ấy. Quá đáng cái gì? Dù em không đồng ý. Anh xem lại mình đi làm việc không làm, cứ hai người lúc nào cũng tùng tìm cái gì. Anh chung làm gì vậy? Đi chung làm thôi. Có vào đây hết chưa? Đi. Lấy mũ đi anh. Lấy mũ của em đi. Thế hậu đi ở nhà gì đi, hậu chung làm đi nha. Hai không ạ. Thôi đi hội chồng làm đi. Không. Mẹ nhà nhá. Vâng. Con đi chồng làm. Đi. Thôi. Đi theo anh đi chồng làm đi. Vâng. Mẹ ở nhà nhá. Vâng. Mẹ theo anh đi chồng làm. Đi. Con đi theo. Con trai đi. Đi. Cầm nón đi, không tí nữa nào. Đi anh ơi. Tôi lại cầm tay rồi. Thì chồng chị muốn cầm tay của em mà. Bỏ tay ra. Đấy, lại vào cái này rồi. Cái chồng lại cái này mà. Anh ơi, cho em lên thôi. Lại kéo. Anh ơi, cái thang này có cái gì mà không lên được. Em lên thôi. Thôi, sao anh kéo được. Em à. Cứ lầm bầm thôi. Hai chị em này đấy, cứ lầm bầm thôi. Tại vợ anh gắt chửi em chứ. Đi làm còn nói cái này nói cái nọ. À, anh cứ thích lên nhà chị này. Thì đang trùng lạc ở đây mà. Nhìn trùng lạc đấy. Thế sao? Đi hộ nhau làm đi, cứ nói nhiều. Sao anh không bảo chị khác làm đi? Anh nhờ tí cũng được à. Lúc nào bảo mẹ con nuôi của mẹ giỏi lắm, làm tí toàn kêu. Em đi đến phải hộ nhau làm đi. Làm cho nó nhanh đi. Đây, cố thành luôn ở dưới kia lên. Dưới kia này là trên xuống. Cố ở đây à, anh ấy, cố lên đi. Cố lên với em, cố ở đây. Không cần cố sâu quá đâu anh ạ. À. Anh bỏ, anh cố bình thường thôi anh. Bình thường thôi, không cần phải sâu quá đâu. Sâu quá nó cũng lấy mưa vì nó đọng nước. Cuốc này. Cuốc cái này anh ơi. Quá đi. Lát nước mài. Được chưa? Được luống chưa? Rồi. Mọc mầm chưa? Mọc mầm rồi mà. Đấy. Mầm mọc mầm dài rồi đấy. Cái này chắc là lên nút. Anh ơi mệt không? Đi này mà mệt. Không cần sâu lắm đâu mà, bình thường. Mùa này là mùa mưa. Anh ơi mệt không? Đến nghỉ một tí đã anh ơi. Em thấy mệt hả? Có tí lại bảo nghỉ rồi. Đứng xa xa một tí nào. Có tí hay này không? Đứng tí gần chồng chị cũng không được à? Ôi dồi em xem lại mình đi. Chị xem là chị đi. Thua rồi, hai chị em chúng mày đấy. Thôi nghỉ tí đã anh làm ơi. Việc không làm cãi nhau thôi. Nghỉ một tí đã. Đừng cãi nhau à. Đấy, tại vợ anh chứ. Bảo nhau, cùng nhau làm ăn thế nào. Cãi nhau thôi. Em xem, anh ơi. Xem vợ của anh làm giỏi thế cơ mà. Anh ơi, nhìn vợ của anh làm chậm lắm. Tay xoa xoa. Trời ơi. Gì? Cái này phải trồng cẩn thận vào, không nó lên nó làm tốt chậm đâu. Thế này đến bao giờ mới được ăn đây. Đấy. Cần em nói được. Em nhìn ngơ mắt thật đấy nhỉ anh nhỉ? Thằng Kiên làm đi. Em nhìn học đi, học làm theo vợ anh đi. Cái này em thế cần làm gì? Làm thế mới được ăn cái đấy. Cái này em cần gì phải học? Làm thế mới được ăn đấy. Nhìn vợ anh từ lúc nãy đến xem giờ này, mới có được hai chọn cả hai ô. Cái bọn lá cây nó phải chọn ra, nó lớp cái đất bùn mỏng mỏng thôi. Cùng nhau trồng đấy nhỉ? Là cuốc. Anh cuốc đi, anh cuốc đi, em mới khắc lớp nữa mà. Thôi, thế anh ơi, với đây với em làm ở đây. Đi. Đây là trên xuống hay là làm gì ở đây? Toàn cầm tay chồng chị thôi, cái hầu ấy bỏ tay chồng chị ra nha. Em chị cầm tay chồng chị có mất cái gì không mà em, chị cứ ghen tị thế. Không mất mà nó mất lịch sự lắm, em nhìn lại mình đi. Chẳng nhé, hai anh em cầm được tay à? Anh ơi, anh có mệt không? Để em quạt cho em, cho anh nhé.
Mát không anh? Bạn đi mát đấy. Mát à? Tại bắt đầu có gì ấy, làm việc đi. Chị làm việc chị đi, liên quan gì đến chị đâu nhỉ anh ạ? À? Đúng rồi. Anh cho cái hồ nó làm thế à anh? Đấy, chồng chị cũng bảo đúng rồi. Ừ. Anh nước chanh không đi. Dưới này có cái bát mà, không dưới cái bát thì nước. Cho nhau lắm. Đúng rồi. Quốc cái trên xúc. Quốc này á. Bỏ tay ra con kia. Anh em cuốc đi. Con này cứng cổ thật đấy. Làm thế này anh. Cho cái đất mỏng mỏng vào nhé. Đất to mai kia nó cứng, nó đè nó không lên được đâu. Em về đây hồ chị cuốc đi. Không. Cho cái đất to to vào thì mai kia lớp to đất thế mai kia nó lên không tốt đâu. Anh lấp luôn, em cũng lấp luôn nhỉ anh à. Đi hồ chị nào cũng thế thôi. Của em tức là cô luôn cũng được mà. Không. Cần gì phải theo anh. Anh làm gì em làm đấy. Đâu, cuốc này đi. Để cho anh cho chồng nó lấp được rồi. Không. Đấy, anh lấp kia vậy em lấp bên đây đi nhé. Cẩn thận như hầu nhá. Muốn ở đây ấy, thì làm việc cho nó giỏi vào. Mai kia anh chị tìm xem có thằng nào ở trong làng, có thằng nào không lấy chồng cho. Đấy. Em không cần đâu. Nhà anh nhỉ. Em chỉ cần ở với anh thôi. Ở với anh nào? Chồng chị. Em biết sở hữu à? Sở hữu cái gì? Anh ơi, làm việc đi. Bây giờ em thả xuống. Để em thả đi. Anh cũng thả đi. Em thả thì anh lấp cho. Đi. Hai anh em làm đi. Đấy. Em ấy làm giỏi vào. Ở đây thì phải ngoan ngoãn vào. Làm con nuôi của mẹ chồng chị rồi thì phải gọi chị bằng chị dâu, gọi anh bằng chồng chị bằng anh trai đàng hoàng, phải tôn trọng nhau đi. Ôi chị ơi, chị ác như thế này. Sau này chồng chị cũng bỏ anh trai em cũng bỏ chị đi lấy người khác không ạ? Mấy ai? Biết đâu được ấy, chị ác như thế. Ác gì là ác, chỉ muốn tốt cho em thôi. Tốt gì? Nhưng mà ở đây thì làm gì cẩn thận nào, ăn nói cẩn thận nào. Vợ chồng sống như thế bảo bỏ nhau á. Anh à. Từ vào, ăn nói thì từ vào. Nói vớ nói vợ làm gì, mình lớn rồi. Nhưng mà chị sống này không hợp với anh trai em đâu. Chị đi làm sao, chị vẫn làm việc bình thường mà, có làm sao, gì mà không hợp. Chị nhìn tư cách của chị xem. Nói cẩn trái. Thế chẳng nhẽ chị bao năm nay chị lấy nhau không có con được anh trai vẫn lấy chị á. Chị không phải nằm mơ đâu. Anh à? Anh à? Anh đang nghĩ đấy đấy. Đấy. Anh trai nói đúng rồi. Chị thấy anh trai nói đúng chưa? Trai bảo vô ừ thế thôi. Thế tiên nữa. Lên lên lên. Anh lấp luống đi. Anh cuốc đây thôi. Nó bảo bỏ tay chồng chị ra mà. Người làm sao thế không biết. Em ơi. Dạ. Đừng nói bảo là vợ anh không có con, đừng nói nhiều nha. Mà vợ anh già như thế rồi anh không muốn bế con nữa à? Vợ của anh đã không có con, vợ không thấy thiệt thòi, anh không thấy thiệt thòi, em đừng nói nhiều. Nói nhiều anh cũng thấy buồn. Anh ơi. Cái gì? Bây giờ anh em ở đây của anh làm
Em là làm em cô, em không phải nói như thế. Em làm con em mày suốt ngày. Sao mà chị quá đáng ấy. Quá đáng cái gì? Dù em không làm gì. Anh xem lại mình đi, làm việc không làm cứ hai người lúc nào cũng tùng tìm cái gì? Đang nói chuyện nữa mà, kể chuyện nữa mà. Chân của em đau. Tao có gì mà đau? Cho một phát cho mày bây giờ, tao không sợ mày đâu. Anh đau á? Chân của em đau. Đau cái gì mà đau? Đẩy tí thế mà đau. Đâu, anh đưa xem. Đau đây này. Kệ nó đi, anh làm việc đi. Đang làm việc cứ đẩy em cô ngã làm gì? Anh cũng thế thôi. Ngã làm gì? Xem lại mình đi. Đau chỗ nào? Hả? Đau ở đây này. Đau gì mà đau? Anh xem một tí không được à? Đau gì mà đau đấy à? Đau đâu? Đau đây này, anh ơi. Đây á. Anh không đi xem nó. Nó giả vờ mà. Anh xem tí không được à? Đây. Đây để em về mách mẹ ấy. Anh ơi em đau lắm. Làm việc đi anh ạ, kệ nó đi. Đau thật á? Vâng, em đau đây này. Đau gì mà đau? Đau chỗ nào? Đây. Tránh xa. Đau đâu mà đau? Anh xem. Sao đá em làm gì? Quá đáng rồi đây. Anh xem lại mình đi. Đá em cô làm gì? Nó ăn vã mà có gì đau đâu. Đau thở ra. Vâng. Đi xuống đi. Vâng. Xuống đây đi ngồi kia. Ngồi đâu anh ngồi nhé. Ghét hết. Không làm được. Ngồi đi. Đau xuống này á. Bóp tí. Thế thôi. Đau. Ú, không được thật nghe. Vậy anh nó bên nó đi. Ra đây làm việc đi. Không làm được thì đi về đi. Ngồi đây mà ngứa cả mắt. Anh ơi em đau. Cái hầu thì đang làm việc thì em bị đá nó làm gì, du nó ngã làm gì. Không bây giờ có ai hầu làm đâu. Vợ của anh lắm ấy. Anh xem lại anh đi. Mình cũng là anh trai rồi. Làm việc thì làm đi, cứ hai người cứ hú hí gần nhau làm gì. Nhìn ngứa cả mắt. Nhìn thế mà được à? Hú hí cái gì đâu. Hỏi nhau có một tí thôi. Em đã nhìn lâu lắm rồi đấy. Bây giờ biết là vợ cũng lão ấy. Đấy. Từ lúc anh đi làm anh có biết vợ anh như thế nào đâu. Bắt đầu đấy. Em đang với anh cùng nhau làm đây. Em ơi. Dạ. Bắt đầu đấy. Khỏi chưa? Không, em vẫn đau. Về về hộ anh làm đi. Em không làm được. Con kia là có làm không? Không làm được. Đi về hộ anh làm tí đi. Nhanh. Đi. Hộ anh làm tí đi. Làm thế làm. Sợ gì? Đấy, anh nhìn thấy nó chưa ở đây? Cái đồ giả vờ ấy, nó có đau đâu. Tại chị ru em chứ. Suốt ngày ăn vạ. Em đấy. Thế anh để xong. Anh bảo đừng kéo anh rồi. Em ơi. Dạ. Hầu ơi. Cái gì? Bây giờ làm việc gì này, làm tốt gì đừng có mà kéo anh á. Em có kéo gì đâu, chẳng nhé. Em cầm một tí tay anh không được à? Kéo xong rồi anh nó tèm nó ngứa mát lắm chứ nó cũng không chịu được đâu. Thôi vợ anh quan trọng gì? Quan trọng mình là hai anh em thôi chứ. Ý là bọn ăn tát rồi đấy, thôi. Bây giờ thế này nhá, hai chị em chúng mày là không nhịn cho chúng mày lúc nào không, mày đẹp của tao. Không đánh nhau nữa. Mỏ đi làm bò ruộng cũng thế, cũng chửi nhau đánh nhau. Hôm nay chồng lại cũng làm như thế. Từ nay trở đi đừng đánh nhau nhá, hai chị em chúng mày nhá. Nghe thấy không? Đánh nó nhưng mà em nhìn ghét nhìn thấy vợ của anh. Ghét cái gì? Bây giờ nhá, hai chị em chúng mày đừng cãi nhau nữa nhá. Hôm nào đi làm việc cũng cãi nhau nên là không được đâu. Thôi làm đi. Cậu làm đi. Em buồn rồi. Em không làm được. Bây giờ làm đi. Làm tí là ngồi xong là toàn như thế thôi. Anh ạ, bây giờ em nói với anh như thế này. Trước đây em cũng nhịn đủ rồi, mấy năm trời rồi. Bây giờ em không nhịn nữa đâu. Bây giờ em cũng có tuổi rồi, giờ em không nhịn nữa. Cái nào sai, cái nào đúng thì em cũng phân biệt rồi. Em bây giờ em không nhịn ai đâu. Anh muốn ghét em, muốn làm thế nào làm đâu. Bây giờ em cũng phải đấu tranh ấy. Em không nhịn nữa đâu. Đấy, anh thấy vợ anh chưa? Đấy, mình thấy. Đây, bây giờ cũng không nhịn ai nè. Không phải chúng nào cũng nhịn mãi đâu. Đã nói rồi, làm việc cùng nhau làm đi. Anh không nói nhiều đâu. Anh cũng là một người đàn ông, anh cũng theo. Thôi về hồ làm đi. Em phải ghen nhưng mà anh cũng phải xem lại nhỉ. Làm như thế có nên không? Về hồ làm đi. Vợ sờ sờ trước mắt lúc nào cũng. Hai anh em lúc nào cũng díu dắt tay nhau. Thế chẳng nhẽ em cầm một tí chồng chị. Cầm tí tay chồng chị không được à? Em đi đàng hoàng hay là cần phải cầm tay làm gì? Có phải trẻ con mà cầm tay? Dạ anh nhỉ. Em có phải trẻ con đâu. Cầm tay tí cũng không phải không đến nỗi đấy đánh cả anh còn nói thế nữa, anh
anh nói thế để cho nó được đà. Chồng chị, anh trai nói đúng chưa chị? Anh ơi. Cái gì hết? Nhìn một tí đi. Em mình lớp cái đất này cho anh, cho anh trai đi. Cứ ở đấy thôi. Lười thế mai kia làm sao lấy được chồng? Lười thế mai không lấy được chồng đâu em ơi. Đấy, anh lại bên... Cứ xem điện thoại thôi. Anh lại bên chị rồi. Đấy, em để hạ đi, để anh quốc rồi. Hết rồi đây. Anh hãy bênh vợ anh rồi. Cô chịu nó đi anh ạ. Có bị làm không? Đây nhìn tí đã. Sắp xong rồi, đi hồ làm tí cho nó xong đi. Rồi. Đi hồ làm tí cho nó xong đi, sắp xong rồi. Vợ anh. Em hồ anh quốc nhá. Quốc đâu nhỉ? Hồ lớp nữa đi. Quốc anh tự quốc được rồi. Không. Hồ chí mày lớp đi. Không, em làm cái gì em không làm cái này thôi. Lúc nãy vừa mới ru ngá không nhớ à? Chẳng muốn ăn ru ngá nữa tiếp phải không? Lúc nãy vừa anh ru em ngá có đau không? Đau mà anh đổi đi. Sắp hết chưa? Sắp hết rồi. Sắp hết rồi chắc hết. Thôi anh ơi. Hả? Cái này không quốc nữa. Hai thằng này hết rồi. Chưa. Hết rồi, cứ nghe em đi. Quốc thử nào. Anh nhìn biết chắc không phải hàng này nữa. Cứ quốc không. Đi, nếu mà thừa thì mai lấy ngô nếp về cho vào. Mai còn được ăn. Cho ngô nếp vào. Đúng là anh phải đấy, cái gì cũng nghe chị. Không nghe chị thì nghe ai. Làm, không chỉ làm như hôm qua cái ấy. Cái gì cũng là ông bình vợ. Như hôm nọ ấy, ăn bữa ấy, ăn bao nhiêu cũng bảo thiếu. Bây giờ cứ làm cho nó nhiều vào. Thế. Đến lúc ăn là không phải thiếu nữa. Thoải mái ăn luôn. Không làm đấy đâu ra có ăn. Có làm chứ. Rồi ăn làm thì không chịu làm. Người ta không làm vẫn có ăn đấy. Lớp lớp đấy là xong rồi. Xong rồi. Đi xuống dưới leo xong hộ nhau lấy cái chỗ lạc nọ mình nhổ ấy anh. Mang về nhà đi để bóc ăn. Mang về nhà thôi để đây làm gì. Thôi bác quốc đi. Chị không biết bác ạ. Bác quốc đi, thôi đi cái. Anh ơi bác quốc đi. Thấy vợ của anh bảo một... làm cái gì làm đi. Em cầm bún nón. Tí thêm. Anh cầm cả nón của em nhé. Nhau em có cái mùi đi cho về để ăn. Trước kia hầu với mẹ biết là rượu của anh ở đây sao không nói cho anh biết. Đâu em có được dối đâu. Đấy là tại mẹ anh không cho em nói mà. Em cũng muốn nói cho anh biết rồi nhưng mà mẹ anh không cho em nói. Đáng lẽ em biết là phải bảo anh chứ. Bây giờ nói mà mẹ làm không cái cho gì nói. Anh không biết à, cái hôm anh về ấy, về chắc về được mấy hôm ấy, hầu chở với mẹ lên đây chả cắm đất chỗ lúc nãy mình trồng lạc kia. Chả hai mẹ con còn sắp đánh cả em bảo là cho cái đất chỗ đất này em ở không cho về nhà gì. Thì đấy là vợ anh từ chốn lên đây ở nên mẹ bảo là về hồ làm việc đi xong vợ anh không bảo, vợ anh bảo là không về nữa xong vợ anh bảo là quyết định không về. Thôi, nói nhiều đó. Mẹ anh mới bảo chia đất cho ở. Còn có cả chia đất nữa. Đúng rồi, chia đất này ở anh xong bây giờ anh lại cầm thấy vợ sao à? Lại đưa vợ anh về. Đây hai cua về để ngày mai trồng trồng ngô. Nó bị nhiều. Đi về đi. Nói sao chị không cầm hết đi? Nói có cái ít về lợi để mà nói. Cái này để cho em cầm nó. Cầm nó đi. Anh cho cái xô về đi. Đi, về đi. Đã bắt đầu đấy. Mày ngã đi. Mày ngã. Có tí đấy cũng ngã. Anh xem lại nó hả? Mang to lắm anh ơi. Mai về bóc đi nhỉ? Không bóc đâu. Để mai mình cùng cơi chứ. Anh ơi mai
mai kia cũng cây. Có năm mới mọc nhiều nha. Nhưng mà em nhìn xem lớp anh ạ. À. 6 7 củ luôn ấy. Anh ơi, đợi em xuống đây. Xuống đấy mà đỡ. Nô. Anh xuống đi, anh con ngồi em đi. À anh trai ơi. Bên đỡ em xuống ấy. Không xuống được thật á? Em không xuống được, chân đau. Quá đáng thật cái chỗ đấy mà cũng không xuống được. Anh đi đỡ nó là gì đấy nha. Dù đau kìa. Đúng rồi, anh ra đi thì em đỡ nó. Thế bây giờ không, xuống chứ không xuống được. Xuống đâu. Mày có xuống không? Không, anh trai đỡ em mới xuống. Xuống đi. Mày đúng là. Không. Quá đáng anh. Thật. Anh đỡ nó đi. Này, anh xuống đây. Đúng cái chỗ đau này cơ. Nhìn sao mà ghét thế không biết nữa. Đập thật đấy nhé. Chỗ đấy mà không xuống được nữa. Đi về đi. Về đi. Bỏ tay ra. Đi, về đi. Đi, đi chơi. Đi chơi. Không. Lại bắt đầu. Em má. Vì gần thấy tí vợ anh lại ghen. Con đi mà. Con đi mà. Đi. Đi.
tâm khóc. Muốn em bỏ đâu nhỉ? Ngoài kêu không ăn nó tí, đừng có mắc kêu hơn hầu nha. Anh mang cái kéo dài ở bên kia. Ở đâu nhỉ? Kéo dài ở đâu nhỉ? Con nuôi đi là dùng con nuôi nhá. Không ai thì con nuôi của mẹ đâu. Con nuôi của mẹ ở đâu thì đây ở đâu? Em cầm cho anh trai. Anh đấy. Trai cầm cái kia. Không, em cầm cái này cho anh trai. Đấy, ai thèm chỉ con nuôi của mẹ đâu. Đúng rồi, chửi nhá. Anh lấy kéo dài. Đấy, anh trai dùng đấy rồi để cho tôi. Cái này cho chị, em dùng cái nào? Em dùng cái này. Anh dùng cái kia. Vâng. Đấy, con nuôi là theo con trai đi nhá. Anh ơi, cho em lại nhẹ nhé. Đây, tướng, đấy. Con nuôi theo con trai đi là mười rồi. Đấy, vặn cái gốc này không? Đúng nhiều quá nhỉ. Gốc này là... Ủa anh ơi. Anh ơi, quả đây. Rồi, quả to đấy, để mấy hôm bán đi. To là để đấy. Muốn ăn tối nó xào cái bé này ăn này. Mà anh ơi, em muốn ăn. Ăn là chưa làm rồi, ăn rồi. Quả này là... Lấy... Gì vậy? Quả bé này chọc vứt à? Chọc ra à? Quả bé này chọc lấy hết đi. Vâng. Không mang đi bán. Hầu ơi, em lấy cái gùi về nhặt cái đám quả đi. Biết mai trời có nắng không để phần để làm ấy, làm khô phải để đun nước uống anh ạ. À. Hầu ơi, em lấy cả cái gùi kia về nhặt hết đi nhé. Sắp đầy gùi chưa hầu? Chưa. Ôi, trên quả bé nhiều á. Ôi. Anh chắc không? Dạ. Sợ nó đi cái quả bên dưới. À được rồi. Quả này này thì chắc phải chống thôi anh ạ. Đây rơi rồi hầu ơi, nhặt đi. Hai châu đây cho chị nè. Từ từ nhá, để em lấy cái quả này nữa. Nói chuyện ngoan ngoãn như hôm nay thế nào? Có ai chửi không? Đây này. Anh ơi, mày nhặt quả nào anh ơi. Hậu ơi. Dạ. Đây, quả. Này này, nó có quả bé nhiều này. Nhiều cái loại. Cái quả bé nào đang ngon nó. Anh ơi. Lên xong ao kìa nó nè. Ở đi. Ôi, mai không chúng em. Chú chưa? Đây. Xem đây. Em đi bắt cho. Thôi lấy đi đây này. Cho đây này. Đây ôi. Đâu rồi? Đây một gùi chưa? Đây. Hai gùi. Đây hai gùi đi mới bó đi bán chứ. Đây sao khô.
quả nào nên ăn không ấy? Vỡ ơi. Bỏ cái quả này lấy về để ăn á. Quả vàng vàng kìa. Cái quả này già rồi, ăn được chín rồi đấy. Anh ơi, lấy về ăn đi. Nói đến anh ơi. Gì đây? Em ăn quả. Có lấy được không anh? Được thì được, nhưng mà nếu mà rơi cái hầu đi nhặt nhá. Nhưng mà rơi cho hầu nhặt. Ừ, nhặt thật. Anh à, quả nhiều nhưng mà nó bé nhỉ. Lấy về xào ăn, xào thịt ăn thôi, xong rồi làm nước gội đầu thôi. Khôi khô làm nước gội đầu thôi. Nhưng mà đi bán họ thích mua lắm cái này, nhỏ quá không có thời gian chứ. Đi bán. Hầu ơi. Xem quả này nó có rơi không nhá. Sợ nó rơi là em nhặt luôn. Anh làm rơi nhá. Em thì bảo đi nhặt quả là nhanh lắm rồi. Phải nhiều anh nhỉ. Bây giờ quả này không rơi rồi. Thế này em đợi. Vậy. Ăn được chưa? Quả này. Thôi đi về đây anh nhỉ. Đi. Về mang đi bán đi. Đi đi Hầu ơi. Đi quả đấy. Alo, không lên được à? Không lên được. Quả đấy nặng lắm à? Không có đường lên. Ờ, thế đấy. Đợi chưa? Gần đây. Nghĩ là mang đi bán thôi. Em đi bán. Đợi nữa là đợi. Hầu hầu đến vai đi. Cơm cây về nhé. Thì cả con chọc về sao ăn. Đây, đưa đây cho anh gùi cho. Thôi em gùi thôi anh này. Anh gùi cũng được mà. Thôi thôi anh gùi thôi. Em gùi đi. Em giỏi thế cơ mà. Anh cầm nhé. Đi. Em đi trước. Em còn ngắm. Em giỏi không? Giỏi nha. Em tất nhiên thật giỏi rồi. Cái chị đưa mày. Giỏi rồi. Mẹ ơi. Anh này lấy cả cái ăn nhỉ. Mẹ nó cơm rồi mẹ. Vậy lấy cái gì mình đứng. Quả này để ăn. Sao em hỏi anh không trả lời em? Lúc nào cũng vợ vợ vợ. Lấy một hai quả để nấu ăn chứ. Lại cãi nhau. Đâu. Lấy mấy quả tí nữa về xào xào thịt nhá. Lấy quả nào mình. Lấy quả nào ngon ngon. Đây. Lâu lắm không được xào bưởi xào thịt lúc. Ngày xưa mẹ em cũng làm cho em ăn ngon lắm. Này con cho này đi ra. Đi ra đi. Hai chị em đi bán nhá. Vâng, em đi bán được không? Không. Anh đi, em mới đi. Thôi, hai chị em đi bán đi. Cho anh ở nhà. Anh ở nhà còn anh làm. Anh đi cơ, làm em việc đi. Này, việc nọ cơ mà. Không. Hai chị em mình đi bán được rồi. Không, chị em đi theo đâu. Làm sao? Đi. Em thích đi theo anh cơ, anh trai cơ. Thế anh ở nhà làm việc đi, cho hai chị em đi bán. Hai chị em đi bán. Thôi, thôi anh với chị đi bán đi. Đi đi con đi đi. Thôi thôi anh chị em đi bán đi. Anh với chị đi bán đi, em thôi, ở nhà. Không, không cho con Hầu ở nhà đó. Cho nó đi 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 cùng đi. Đi đi. Đi. Anh em đi bán đi. Đi đi. Anh em mình nhấc lên cho em ơi. Làm này giỏi thế. Bưởi ngon nhỉ? Em đang cần bưởi để làm mứt như này. Làm mứt bưởi. Anh chị bán bao tiền một cân?
lấy 5.000 cũng được, 5.000 một cân, yến 5.000. Chỗ này chắc là được mấy yến đấy nhỉ? Mấy cân rồi chứ? Được không biết được. Em có cái rổ không? Đấy, rổ đấy. Cân cả định trước anh nhỉ? Ừ, 16 cân. Thì đồ vân đấy. Chúng ta lấy cái đấy được 1 cân. 2 người bằng nhau nhá. 26 cân em ạ. 32 cân tất cả. 32 cân thì trừ 2 cái này thì gọi là còn 30 cân. Thế đổi. Người đẹp thế. Ở nhà còn nhiều không? Còn mà. Con nào gửi bé này vẫn còn nhiều. Là mang cho em một chút cân thôi nhé. Vâng. Em nhà em có ngô giống bán không nhỉ? Có. Bán chị có cả ngô nếp không? Có. Có nếp đi bán. Cái này ngô nếp à? Vâng. Đây cả ngô nếp đi. Đây là ngô nếp anh nhỉ? Hai gói này chắc đủ. Có các thuốc thuốc kiến không em? Có bên này. Kiến là trường người. Đây tính tiền chưa? Cái này hết bao tiền này? Quần 100.000 thì cái bưởi này là 150 thì bây giờ em giải cho chị 50.000 thôi. Trừ gói ngô đi. Anh em một kem ăn đi. Mà ăn kem. Em thích ăn kem ấy. Không ăn nữa cho ăn nữa nhỉ? Em ơi, nhà mình có bán chim bán không? Có. Anh em thích bán ăn đi. Đi, đi một kem đi. Còn kem em? Kem hết rồi. Em hết rồi. Đợi kem rồi. Đợi hết kem rồi. Xem có nước thì uống không đây? Đi. Một cân 2 à? Bao tiền em? Chị 50.000. Để em hết tui. Gì nè? Về nhé, là mua thì lấy về cho anh mua kem mua hết kem rồi bỏ cái ra đi không mà chỉ vừa hết kem mà còn chị đó mà biết xấu hổ à. Cầm tay anh thích hợp các bạn nhiều tại em đấy vừa chị anh ghen kia em cầm một tí cũng được cầm cái gì mày cầm từ lái tự trong khi đi anh về anh bảo đừng cầm cầm thì bảo vừa anh ghen này nhá. Thôi anh cũng thế thôi đánh nhau làm cái gì đó anh đừng cãi nhau nữa nào, đi đi em cũng thế anh cũng bảo rồi đừng cầm là tại anh cũng nào cũng cầm mày nhá đấy cả mày nhá đấy chị nhá em cảnh cáo chị nhá thôi đừng giờ chỉ đi đừng có mà đi về đi nào cầm tay bé ơi lấy con mùi mười đi sắp chết bỏ anh cho anh mua kem không mua đâu có kem đâu quả này có kem đâu không có cho em không có mua hả vâng không mua kem cho con anh đâu nói gì hả mình mua kem mà thôi đây có kia đấy nó con loa treo là như thế là như chửi lão mày ấy ôi mẹ đi con chỉ con dâu của mẹ đã con loa treo không cho con loa ăn á không phải đâu con quán không có kem này con không có ăn đâu rồi con la ngươi là bảo thôi không nói nhiều nữa nó cơm ăn thôi con trai thế mấy năm của con này không ở đấy mẹ vẫn toàn mẹ cái hầu thôi mẹ cái thùng cái hầu hư đấy con này là người ngoan mà anh cũng thế mình nấu cơm ăn đi em gửi quả bưởi đi sắp xếp ăn thêm một quả tây kem ăn quả ăn hết kem rồi còn rồi cái gì một tí kem nữa báo à anh kiện giống như vợ anh ấy ngại cả mẹ nhỉ mọi cả đường
anh trai cũng chuyện giống như vợ của anh ấy. Ờ. Áo. Đó, con trai. Thế. Ừ, nó bẩm chỗ này, cái nhà này đó. Con đi lấy thực tế với anh trai đi ăn quả ấy. Con chờ một tí tay của anh trai thực tế thăm chỉ con thôi. Đây, con lên đấy. Bây giờ là có chủ về con luôn. Mẹ phải đấy. Thế con muốn con thôi. Thế á? Vâng. Láo đấy. Con về đi đâu này? Mẹ thấy chưa? Mẹ thấy chưa? Mày, mày lại láo mày à? Đấy, mẹ ra đây rồi. Mở tin ra mẹ xem nhá. Em ơi. Dạ. Mẹ ăn bưởi đi. Anh cứ bỏ đi. Ngon lắm nhỉ anh à? Ngon đấy. Ngon mà chín rồi mà. Hơi, không cho con chị ăn đâu. Mẹ sao nói thế? Đây quả vợ của con chung khó mà. Thôi, quả này không cho chia ăn, không có không cho cô chia ăn đâu. Đây. Ăn đi. Để em. Không cho quả đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Không cho đâu. Mẹ không làm thế đâu. Mẹ ăn đi, mẹ không làm thế đâu. Mẹ ăn đi con. Mẹ ăn đi. Em nói sao một tí nhỉ? Con nói nhờ ăn nhá, ăn đi. Ôi, không cho, không cho. Mẹ ơi. Đây à. Mày không làm thế đâu. Con như thế. Con dâu của mẹ cơ mà, cho nó ăn một tí có sao đâu. Con kia là chuyện lắm đấy. Quả là vợ của con chăm sóc lại. Anh. Ăn một tí có sao đâu. Sao anh cứ miếng ăn. Mẹ nói nhiều đó. Con như thế. Con thế thì... Em đừng nói nhá. Ăn đi. Mẹ. Mẹ với con làm rồi. Đấy, con nuôi là mẹ nó làm. Mẹ với con vất vả. Mẹ đã bỏ lúc nào hả? Vất. Vất. Thì con... bỏ nhà như thế kia. Mẹ con là con đi mấy năm. Đi cà phố ở nhà. Đi... Nói pét thôi. Sao thì bỏ nhà con... đi. Thôi mẹ không nói nhiều á. Ăn đi. Nên là mẹ đấy nhưng mà trẻ con á còn đuổi ra khỏi nhà luôn. Thôi. Anh ăn đi. Tôi con trai nó thế. Ngon. Ngon lắm. Mẹ. Đây có hai miếng mẹ cầm miếng con thích không? Đi đi đi. Không sao. Chịu là mẹ con ăn thật. Anh đi. Thế ăn cơm xong đi trồng ngô đi nhỉ. Cơm xong đi trồng ngô thôi. Chồng mà không làm gì, rồi đi làm thôi. Cơm xong đi làm thôi. Em thay quần áo đã, ăn cơm đi làm. Chồng ngồi.